chờ 3,04 gram hỗn hợp A gồm FE và CU tác dụng với dung dịch H2O3 loãng dư, thu được 0,9916 lít khí NO, sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch B. Câu A là tính khối lượng bộ kim loại trong A. Và câu B là cho từ tượng dịch NaOH dư vào B thu được kết tụ C. Nung C trong không khí đến nỗi khối lượng không đổi thuộc M gan chất rắn tính M. Thì bây giờ làm cái cách đầu tiên á, là cô sẽ làm bảo toàn A. Yeah. Còn muốn viết về phương trình thì con coi phía sau. Bây giờ này, mình biết á, H2O3 mà tác dụng kim loại á, làm ra các sản phẩm khử như NO, N2O, NO2, N2, muối N4NO3, đồng ý chưa? Thì trong đó muối N4NO3 là nằm trong dung dịch, tan trong nước mà. Ở đây á, đề cho NO là sản phẩm khử duy nhất, nghĩa là sao? Không có tạo nên sản phẩm khử nào nữa hết. Không có tạo nên sản phẩm khử nào nữa hết. Mà mình biết sắt Fe khi tác dụng H2O3 là ra muối FeNO3 3 lần. CU á, là tác dụng H2O3 là ra muối CuNO3 2 lần. Đồng ý chưa? Nếu bài này mà viết phương trình này, mình có Fe cộng H2O3 là gì? Là FeNO3 tất cả 3 lần cộng NO cộng H2O. Yeah. Về cân bằng này, sắt là 3E, NO cũng 3E. Cái này mình phải nhớ ha. Vì đó, vì sao NO là 3? Vì nitơ từ cộng 5 xuống cộng 2, từ cộng 5 xuống 2 là 3. Sắt là FE từ 0 lên 3 cũng 3 luôn. 3 3 đúng còn hết, vậy cái này số 1, cái này số 1. Về sắt, muối FE cũng 1. Đếm nitơ. 3 cộng 1 là 4, 4 N nè. Giờ về 2 nước. Đồng ý chưa? Tương tự nè, CU cộng H2O3 nè. Nhớ là nếu chúng ta viết phương trình thì chúng ta phải cố gắng phương trình sao cho nó nhanh. Ra CuNO3 2 lần nè. Cộng NO cộng với nước nè. Đồng ý chưa? Nếu mà cân bằng biết là CU là 2 nè. Vì CU từ 0 lên 2 nè. NO thì biết là 3E nè. Đồng ý chưa? Và mình chéo 2 này không rút gọn được giống như trên FE nè. Chéo số 3 cho NO, CU, số 2 cho NO nè. Bây giờ số E của chéo nhau nè. Rồi ở đây 3 CU, đây 3 nè. Đếm N, 3, 2 là 6. Cộng với 2 N đây là 8. 8 H2O3 nè. 8 H thì 4 nước nè. Đồng ý chưa? Đó là mình viết chương trình. Nhưng mà bài này mình không viết đâu. Mình nhẩm nha. Cô đặt FE số mol là A mol. CU là số mol là B mol. Được chưa? Vậy thì theo đề thì chúng ta có gì? Khối lượng FeCu là 56A cộng 64B là bằng 3,04 gram. Nhớ hay cái muốn giải bằng cách phương trình thì mình coi phía sau này có cách giải thứ hai đó. Biết bán của toàn gì thì mình sao làm sao. Thứ hai là thể tích số mol khí NO là như đây. Số mol khí NO là bằng 0,9916 chia cho 24,79 ra được 0,04 mol. Chúng ta có bảo toàn A là FE là 3E, 3 nhân A, CU là 2E, là 2 nhân B, cộng 2 nhân B. NO là 3E cho nên bằng là 3, nhân số 1 NO là 0,04. Mỹ chưa? Vậy từ đây phương trình số 1 nè, đây phương trình số 2 nè, từ 1 và 2 là chúng ta sẽ suy ra A bằng nhiêu? Cô giải nha. 1, 5, 1, rồi 5, 6, 6, 4, 3,04, rồi 2, rồi 3 chứ, 2, rồi 3 nhân 0,04. Và cô giải ra là A bằng 0,02, B bằng 0,03. Vậy từ đó cô tính được khối lượng mỗi kim loại trong A không? Vậy trong A có FA là 0,02 nhân 56. 0,02 nhân 56 bằng 1,12 gram. Và CU là nhiêu? 0,03 nhân 64.
0,03 nhân 64 là bằng 1,92 gram. Rồi xong qua. Câu B này cho từ từ dung dịch NaOH dư vào B, dạ. Thu được dung B thì chúng ta liệt kê thành phần dung dịch B có gì? Dung dịch B có H nụ 3 dư. Rồi FeNO3 3 lần. CuNO3 tất cả 2 lần. Số mol muối hay nhiều á thì mình nhớ nè. Là bảo toàn nguyên tố Fe, bảo toàn Fe. Bảo toàn Fe nha. Ở đây số mol Fe là amon thì FeNO3 này cũng là amon luôn. Mà A là 0,02 mol. Bây giờ CuNO3 2 lần là bảo toàn Cu nha. CuNO3 2 lần chúng ta bảo toàn Cu. Đó, mà số mol Cu là B mol, vậy đây cũng B mol luôn. Là 0,03 mol. Bạn nào mà thấy nhẩm không được thì các con làm vậy nè. Fe nhớ mũi tên ra. Bảo toàn nguyên tố nào thì cân bằng theo nguyên tố đó. Fe. Bây giờ, ở đây có một cái Fe này. Đây có một cái Fe phải bằng nhau khỏi cân bằng. Bây giờ, số mol Fe 0,02. Thì đây cũng sẽ là 0,02. Đó. Mà con biết là khi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì đầu tiên NaOH tác dụng HNO3 trước. Là muối NaNO3. Bây giờ. Sau đó NaOH dư tác dụng tiếp với hai muối thì cái kết tủa C ấy, của chúng ta thu được là gồm FeOH 3 lần. Bạn nào muốn biết phương trình thì coi phía sau ha. Và CuOH tất cả 2 lần. Bây giờ nung C đến khối lượng không đổi thu được chất rắn. Thì chất rắn của cô là ai đây? Rắn của cô là Fe2O3. Vì FeOH 3 lần nung lên ra Fe2O3 và nước. CuOH 2 lần nung lên là ra CuO. FeNO3 2 lần chúng ta bảo toàn nguyên tố sắt tiếp. Ok chưa? Thì chỗ này sẽ là 0,01 thôi. Bạn nào mà không thắc mắc thấy chỗ này mình làm không được á thì mình coi nè. Đây nè, mình coi cô làm nè. Đây nè. FeNO3 tất cả 2 lần. Thực ra là từ đầu đến cuối là nguyên tố sắt bảo toàn, nguyên tố Fe bảo toàn. Cho nên chúng ta có thể bảo toàn ngay từ đầu từ Fe qua Fe2O3 bạn được. Ở đây có 2 Fe đúng không? Nhớ ngay mình đang bảo toàn Fe cho mình đừng để ý nguyên tố N hay là O qua đây nha. Đang bảo toàn Fe. Bởi vì toàn bộ sắt, toàn bộ Fe từ trong muối chuyển thành trong bazơ. Rồi trong bazơ chuyển thành Fe2O3. Cho nên ở đây bảo toàn nguyên tố Fe với nguyên tố O nha. Vì sao? Bởi FeOH 3 lần nung lên thì lại ra Fe2O3 với nước là O cũng còn nằm trong nước nữa. Cho nên ở đây không có bảo toàn O nha. Ở đây 2 sắt, đây có 1. Để đây thêm số 2 là xong. Và số mol đây là 0,02. Vậy đây sẽ là mấy? 0,02 nhân 1 chia 2. Ở đây số 1 mà. 0,02 nhân 1 chia 2 là đây là 0,01. Được chưa? Tương tự CuO số mol sẽ là 0,03. Rồi khối lượng chất rắn là gồm 0,01 nhân m lớn Fe2O3 trong số 10. Rồi 0,03 nhân m lớn CuO là 80. Vậy tóm lại là bằng 0,01 nhân 160 cộng 0,03 nhân 80 là 4 gam. Đồng ý chưa? Cho 3,04 gam hỗn hợp A gồm sắt và đồng tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Thu được 0,896 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn và sản phẩm khẩu duy nhất và dung dịch B. Trong cái đề nguyên bản của mình lẫn không có cho sản phẩm thứ nhất là đánh thiếu. Ở đây mà nếu không cho sản phẩm nhất thì bài này không giải được vì không đủ số liệu. Câu A là tính khối lượng mỗi kim loại trong A. Câu B là cho từ dung dịch NaOH dư vào B thu được kết tủa C. Nung C trong không khí đến khối lượng không đổi thu được M gam chất rắn D. Tính M. Lưu ý là cái bài này là có hai cách làm. Một là viết phương trình vẫn, hai liền bảo toàn.
Cái đề này là họ không yêu cầu viết trên vở nên mình dùng bảo toàn luôn cho nó nhanh. Mà khi dùng bảo toàn là đối bài tự luận là mình phải làm sao? Viết, bán bảo toàn lấy trong hai vế ra. Phải viết, bán bảo toàn lấy trong hai vế ra. Giờ có số mol NO là bằng 0,896. Chia 22/4 là bằng 0,04. Đúng không con? Rồi, một bên là cái gì luôn nè? Cái này ra bên mấy cộng? Rồi. HNO3, bên này NO3 trừ cho ra cái gì? NO. Rồi có số mol của ai mình điền vào. Sắt chưa có đặt ít, đồng chưa có đặt y. Rồi, NO là 0,04. Vậy A sẽ là 0,12. Bảo toàn A 2 vế là 3x cộng 2y bằng 0,12. Mà khối lượng của sắt với đồng cộng lại là mấy gam con? Là bằng cái gì đây? 56x cộng 64y bằng giải hiện được bao nhiêu con? 3, 2, 0,12, 56, 64. Rồi giải ra khối lượng mỗi kim loại MFA khối lượng bằng M lớn nhân số mol. MCU là bằng 64 nhân 0,03. Dung dịch B thu được gồm HNO3 dư, FeNO3 3 lần, số mol là x 0,02, CuNO3 2 lần, số mol đây 0,03. Cho từ từ dung dịch nào H dư vào dung dịch B thu được cái tủa C, tuyến trên đường con thu được mấy cái tủa đó? Phản ứng trao đổi, phản ứng trung hòa là phải xảy ra đầu tiên này, mặc dù nó không ra cái tủa nhưng mà nó xảy ra đầu tiên. Sau đó FeNO3 3 lần cộng NaOH sinh ra cái tủa. Như vậy cái tủa C là gồm FeOH 3 lần, CuH 2 lần. Vậy tính số mol qua, 0,2. Rồi, xong nè. Bây giờ nung C trong không khí đến khối lượng không đổi. Nung C bây giờ nung sao đây con? FeOH 3 lần nung ra cái gì đây? Đúng rồi, F2O3 và nước bay hơi mất. CuH 2 lần nung ra gì đấy con? Bazơ không tan thì rất dễ bị nhiệt phân, chất oxit, bazơ và nước. Như vậy chất rắn D là gồm gì đây? Fe2O3 và CuO. Chất rắn D đấy. Rồi điền số mol xuống. Cái này 0,02, 0,03. 0,01, 0,03. Vậy MD bằng M lớn này 160
0,01 cộng 80 nhân 0,03 bằng 4 gam.